giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay anh đi với người thân nào? Dạ, mình đi với anh Nguyên, là bạn từ hồi cấp 2. À. Riêng về bạn Long á, thì mình chơi bạn ấy cũng rất là lâu rồi. Bạn có cái ưu điểm là trong công việc nhà có vẻ là tương đối chỉnh chu, sạch sẽ, ngăn nắp. Nhưng mà cũng có cái điểm dở nằm ở chỗ đó, rất là kỹ tính. Long là người nói chuyện với phụ nữ là tương đối nắm bắt tâm lý, nói chuyện là tương đối trôi chảy. Bạn gái bên này thì rất là dễ thương, có lẽ là bạn Long là sẽ cảm thấy phù hợp. Rồi, bạn gái đưa hình cho người thân mình coi sao? Em có đi với một chị đồng nghiệp mà cũng là bạn thân của em luôn ạ. Theo em thấy thì cái anh bên đây á, đúng là người cái mẫu người của gia đình á, cũng kỹ tính, cũng hợp với bạn của em. Với lại anh cũng có nghề nghiệp ổn định, thì bạn em xa quê cho nên cũng muốn tìm một người nào đó để cho lo lắng cho bạn, để bạn ổn định được cuộc sống ở trên Sài Gòn. Theo em nhìn á, em đoán chắc anh này tầm khoảng 37-38, không biết đúng không. Em thấy thì anh cũng còn trẻ. Cũng còn trẻ. Thấy đẹp trai không? Theo em thấy đẹp rồi đó. Bé bạn em không biết nó có chịu không hay đó em. Rồi, cảm ơn hai người thân. Chúng ta cho hai gặp mặt đi, bây giờ nói qua nói lại. Rồi, kéo màn lên. Nghiên cứu kỹ có cái gì thắc mắc nữa nha. Dạ, à, chào Thúy. Dạ. Chắc vui được lần đầu là biết em. Dạ. Mày chắc bị chơi luôn. Cái này là một bộ hộp đựng mứt hay đựng kẹo gì đó. Nếu mà mình thích thì mình đựng, có thể đựng vàng, kim cương gì cũng được. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tặng cái hộp này cất rồi mấy mốt rồi hẹn hò để yêu nhau rồi cái anh cứ việc anh tặng nhẫn vàng hộp xoàn bỏ vô đó, bỏ vô. Dạ, vô cái dù tuổi đi để coi hợp nhau không. Thì đúng. Nè, bây giờ chị 39 tuổi đó, đó chị đó ảnh đi nhiều. Thôi nữ với nam mà chị. Lên đi. Anh 30 đó. 30 cách đây 20 năm đó. Giống như bạn em đoán, khoảng 35-37 tuổi. Anh thì sinh năm 79. Dạ. 79 là mới 37 tuổi thôi. Dạ. Anh suy nghĩ về tình yêu á như thế nào? Đơn giản là khoảnh khắc thôi. Còn tình yêu mãi mãi thì anh thấy nó cũng không, anh không tin lắm. Nhưng mà những cái khoảnh khắc mà nó tạo nên cái tình yêu á là nó sẽ là làm cho mình nhớ mãi. Vậy là sau đó mình sống với nhau vì gì? Có thể là nhiều tình, tình đồng chí, tình bạn, tình vợ chồng, đồng đội. Nó từng giai đoạn vậy thôi. Cũng lạ nha. Có lẽ là trong cái khoảnh khắc nhất định thôi. Còn sau này ở với nhau là do trách nhiệm, nghĩa vụ cho một phần. Dạ, chắc vậy. Em muốn hỏi anh á, anh có phải là người hứa nhiều mà không làm không? À, anh không hứa. Cho nên anh không có làm gì hết. Có đúng như vậy không anh? Không phải, vấn đề là mình làm thôi. Chứ còn hứa thì anh không có thói quen hứa. Bây giờ mỗi người nói một câu thật là tình cảm, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Thì lúc mà chị Tường có miêu tả thì mình có vẽ sơ ra thì mình thấy cũng gần giống rồi đó. Mình thích nhất là cái nụ cười tươi. Dù có thể là không có xinh lắm nhưng mà nụ cười nó phải tươi. Nó thể hiện con người mình lúc nào cũng tự tin vui vẻ. Thì anh cũng hơi bất ngờ là cái tuổi của em mà anh trẻ hơn cái tuổi tí. Anh mong là mình sẽ có những cuộc hẹn tiếp sau cái chương trình này. Anh thì chắc chắn bấm nút. Còn nếu em mà không bấm thì anh có anh bấm giùm. Đây, nút bấm. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Đúng rồi, chúc mừng. Như vậy là cả hai cũng bấm nút rồi ha. Rất là vui. Là hãy nắm tay nhau. Thấy cảm giác thế nào? Dạ, em hồi hộp ạ. Đây là chiếc vé xem phim. Hy vọng là hai người sẽ có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, tại tất cả các hệ thống của áo cưới Allen, nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Nào, như bạn đang xem phim đi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Và nếu quý vị có thắc mắc thì hãy tham khảo chương trình của chúng tôi trên kênh Fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò, hoặc xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe. Thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ rất là quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với Bạn Muốn Hẹn Hò.